Gỗ Việt Bắc xin kính chào quý khách. Chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Gỗ Việt Bắc xin được giới thiệu đến quý khách quá trình hoàn thiện tấm gỗ Cẩm Lai, từ khi tấm gỗ còn thô nguyên bản đến khi hoàn thiện theo đúng yêu cầu của khách hàng. Thời gian để hoàn thiện xong tấm gỗ này mất khoảng 3 ngày và em Mai đã tóm tắt thành một video khoảng hơn chục phút. Chính vì vậy mà video này đã tạo hiệu ứng tua nhanh cũng như là cắt bớt một số bước trong quá trình hoàn thiện như chà nhám và lót. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý anh chị cùng nhìn lại quá trình hoàn thiện bộ chiếu ngựa một tấm gỗ Cẩm Lai. Hy vọng anh chị sẽ có những phút giây thư giãn trên kênh YouTube của Gỗ Việt Bắc.
Vâng các bác ạ, và sau 3 ngày cùng đồng hành và sát sao với thợ thì cơ sở của Gỗ Việt Bắc đã hoàn thiện xong tấm gỗ cẩm lai cho bác khách hàng là chủ nhân của tấm gỗ này rồi đấy ạ. Và sau khi hoàn thiện thì tấm gỗ của nhà em còn chiều dài là 5m3, chiều rộng chuẩn 1m85 theo yêu cầu của chủ sở hữu, và độ dày của nó là 23cm. Đấy, em Mai sẽ làm cái video đoạn cuối cùng này để ghép vào cái video tổng thể cho các bác cùng chiêm ngưỡng và so sánh tấm gỗ khi mà chưa hoàn thiện so với tấm gỗ được hoàn thiện theo các tiêu chuẩn và các bước rất là kỹ lưỡng này, rất là gắt gao của Gỗ Việt Bắc. Đây, mặt này bên em lựa chọn là mặt chính của tấm gỗ các bác ạ. Các bác thấy đẹp không ạ? Rất là đẹp, vuông vắn. Đây, phía đầu của tấm gỗ đây các bác nhá. Hai đầu của nó như nhau, đều đẹp không tì vết này. Đều là hàng bắp bìa xỉ đét, sa tâm vô cùng luôn các bác ạ. Mà riêng tấm này độ khô của nó đã đạt đến trên 90% rồi. Vì vậy mà về sử dụng thì sẽ không bao giờ lo đến việc mà nứt vỡ nữa các bác ạ. Rất là lì luôn. Tấm gỗ này thì hiện tại đang đẹp 6 mặt, 4 cạnh bao xung quanh và hai mặt chính của tấm gỗ này. Đây đang là mặt dưới các bác ạ. Trời ơi, có một tấm gỗ nào mà mặt dưới nó đẹp như này không hả các bác? Lại là hàng liền một tấm thì mới khó kiếm nha các bác nhá. Hàng liền một tấm vô cùng khó kiếm luôn. Liền một tấm rộng 1m85. Đặc biệt lại mang trong mình dòng gỗ quý là dòng gỗ cẩm lai, mà lại đẹp tất cả 6 mặt như thế này, là hàng vô cùng khó kiếm các bác ạ. Đấy, rất đẹp luôn. Tất cả 6 mặt này đều không tì vết. Bên em đã dựng tấm gỗ này lên để cùng so sánh cả mặt trước và mặt sau tấm gỗ sau khi hoàn thiện để cho các bác cùng chiếm ngưỡng. Chắc chắn rằng cái sản phẩm mà sau khi hoàn thiện này đã đẹp hơn rất nhiều sản phẩm nguyên bản lúc đầu rồi. Bởi vì để ở xưởng gỗ thì bao giờ nó cũng bụi bặm và không được sáng sủa, đặc biệt là chưa hoàn thiện hết tất cả các bước sơn, nên nhìn gỗ lúc nào nó cũng cũ kỹ hơn cái sản phẩm mà khi hoàn thiện, nổi vân rất là đẹp luôn các bác ạ. Đấy, các bác thấy không, những đường chỉ vân của nó rất là mê mẩn luôn đấy ạ. Đấy, bên em đã hoàn thành cái sản phẩm này sớm hơn dự kiến một chút, thì có thời gian thư thả hơn để giao cho bác chủ nhân là chủ sở hữu của tấm gỗ. Và các bác ơi, nếu như mà các bác cũng yêu thích những cái sản phẩm đẹp đẳng cấp như thế này thì hãy liên hệ đến Gỗ Việt Bắc theo các số điện thoại 0347 169999, 0367 949999, để Gỗ Việt Bắc sẽ tìm cho các bác, đấy, sẽ hỗ trợ các bác sở hữu được những cái sản phẩm đẹp đẳng cấp như này. Gỗ Việt Bắc xin chân thành cảm ơn.